Chào các bạn, trong bài này mình sẽ giới thiệu cho các bạn cách sử dụng cái thư viện MathDOT của Thought Visualization này để mà hiển thị cái computational graph giống như bên TensorFlow. Thì TensorFlow nó cũng có hai cái kiểu hiển thị, một là kiểu hiển thị computational graph giống như một kiểu là kiểu TensorFlow computational graph và một kiểu là Keras. Thì bên Python này cũng hỗ trợ kiểu giống như là computational graph. Thì ở đây bạn thấy là mình sử dụng cái hàm MathDOT này và render ra cái hình ảnh. Thì để mình giải thích sơ một xíu về cái đoạn code này, thì đoạn code này là nó kế thừa từ cái Thought Gradient Function và nó override là hai cái hàm backward và forward. Thì đây là cái hàm backward và forward nó đã override. Thì cái hàm đây nó sẽ có hai đối số đầu vào là một là context và hai là input. Cái context đầu vào này thì nó say for backward là nó say lại cái đầu vào này để sau này mình sẽ gọi sau này mình sẽ gọi được là cái hàm context say tensor này để mình chuyển cho cái backward mình xài. Hàm backward này sẽ return lại là cái input đầu vào mũ 2. Và backward này nó sẽ thực hiện lan truyền ngược bằng 2 nhân cho input nhân cho gradient output. Thì đó là cái hàm backward. Đây mình tạo ra một cái đối tượng MySquare để mình gọi hàm thôi. Thì x đây x y b y mũ nó sẽ bằng x cộng b và z nó sẽ bằng y mũ trừ y. Và l này nó sẽ bằng là MySquare của z. Tức là mình sẽ truyền vào cái hàm hàm này. Và sau đó là mình sẽ gọi cái hàm MathDOT này để thấy được cái computational graph. Để mình thử chạy đó nó đã sinh ra được cái file này. Thì đây, như bạn thấy đây, đây là computational graph của nó đang sử dụng để accumulate gradient, tức là gradient mà nó tích lũy qua nhiều phép tính em multi multi backward. Đây tiếp tục accum xong nó sẽ add hai cái nhánh này lại và backward, và sau nó sẽ trừ ra, lấy cái này nó trừ ra và nó sẽ cộng cái nhánh số 1 này vào đây là nó sẽ được cái MySQL. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video.